Dạ, nhà vườn Hoàng em xin kính gửi lời chào đến toàn thể cô chú anh chị đang xem và ghé thăm kênh LTK ha. Dạ, hôm nay thì nhà vườn có đem về một số cây điệp lào, nguyệt quế, mai tứ quý ha cô chú anh chị. Mai tứ quý thì hàng giá mini ha, bùm sụm, khế, chua, rồi cùng với một số cây kim quýt, trang để cùng giao lưu với cô chú anh chị ha. Thì nhà vườn Hoàng em thì xin kính gửi lời chúc đến sức khỏe đến toàn thể cô chú anh chị và cảm ơn cô chú anh chị đã xem kênh và ủng hộ em trong thời gian vừa qua. Số điện thoại của nhà vườn là 0917899593 hả cô chú anh chị. Dạ, địa chỉ nhà vườn là ở ấp An Phú, An Lạc Tây, kế sách Sóc Trăng. Dạ, đến với cây số 1 là cây điệp lào hả cô chú anh chị. Cô chú anh chị ủng hộ em ha. Dạ, em cảm ơn rất là nhiều ạ. Cây điệp lào. Dạ, đúng đẹp luôn á. Bông nó ra nhiều. Này là chuẩn bị hàng cái của cây ra để mà cô chú anh chị mình chơi Tết ha cô chú anh chị. Cây bông rất là đẹp. Bông quanh năm. Cây này thường chậu luôn. Dạ, đường kính của cái tàn của em nó là 90 90 ha cô chú anh chị. 90 báo gì? Chiều cao của em nó là 1m2. Chiều cao là 1m2 tính từ mặt bầu hết cô chú anh chị. Dạ, hoành thân của em nó là 10 11. Hoành đế của em nó là 31 ha. Cây này thì em gút chậu hết cô chú anh chị. Cây bông ra hoa rất là đẹp á cô chú anh chị. Cây này bông chim nó lại. Đeo đeo lắm. Dạ, cây này á, thì em xin giao lưu cô chú anh chị mình có giá là 1.300.000. Em bao phí ship toàn quốc ha cô chú anh chị. Bao phí ship toàn quốc luôn ha. Dạ, rồi, đổi cây. Dạ, tiếp tục em lên cây số 2. Cây số 2 là một cây nguyệt quế thành phẩm ha cô chú anh chị. Nguyệt quế thành phẩm. Đó. Nguyệt quế này thì em bán giá cũng nhích thường giá phôi chút đỉnh thôi ha cô chú anh chị. Vô dây giờ cô chú anh chị mình gỡ dây giùm em ha. Dạ, chiều cao của em nó là 93. Chiều cao là 93. Phơm tàn của em nó là 80, đường kính tàn của em nó là 85 ha cô chú anh chị. Thoát thân của em nó là 45. Còn thân đâu gì như vậy đi. Bình thân về là 24 ha cô chú anh chị. Đường kính bầu đó là 49. Cái này mình vô chậu 6 cũng ok ha. Dạ. Dạ, cây này thì em xin cây mã số 2, cây nguyệt quế em xin giao lưu với cô chú anh chị mình trên toàn quốc có giá là 1.600.000. 1.600.000 em bao phí ship ha cô chú anh chị. Dạ. Rồi, đổi cây. Dạ, tiếp tục em lên cây số 2. Cây số 2 là ủa cây số 4. Số 3, số 3. Cây số 3 là cây tứ quý. Tứ quý hàng mini á cô chú anh chị. Đó. Cây này phơm tàn đều. Đẹp nhưng mà nó còn nhỏ ha. Dạ, chiều cao của em nó là khoảng 1m7. Chiều cao khoảng 1m7 ha cô chú anh chị. Hoành thân là 15. Hoành thân 15. Dạ, cây này em xin giao lưu với cô chú anh chị mình trên toàn quốc có giá là 700 ngàn. 700 ngàn em bao phí ship ha cô chú anh chị. Rồi, đổi cây. Tiếp tục em lên cây số 4. Cây số 4 cũng là một cây tứ quý nữa ha cô chú anh chị, mai tứ quý. Cây mai tứ quý bông 4 mùa. Quanh năm. Khi ra bông á thì màu vàng, khi bông nó già thì màu đỏ. Dạ, chiều cao cũng khoảng 1m7 ha, 1m8 đó cô chú anh chị, 1m8 ha. Chiều cao là 1m8.
Hoàng thân là 29. Đế nó cũng tương đối hả cô chú anh chị. Tất cả các dòng cây, các cây này là đều bao phí ship toàn quốc hết trơn hả cô chú anh chị. Dạ. Dạ cây này thì em xin giao lưu với cô chú anh chị mình trên toàn quốc có giá là 1.600.000. Mai tứ quý. Dạ em tiếp tục lên cây số 5. Cây số 5 là một cây trà Phúc Kiến hả cô chú anh chị. Dạ chiều cao của em nó là 92, đường kính của đàn nó là 103. Hoành thân của em nó là 24. Dạ cái này thì em xin giao lưu với cô chú anh chị mình trên toàn quốc có giá là 1.200.000, 1.200.000 hả cô chú anh chị. Cái này thì bao phí ship nữa là nó, cái này coi như là bán là phụ hồi vốn của chú anh chị, không lời. Dạ tiếp tục em lên cây số 6. Cây số 6 là một cây trang đỏ, lá nhỏ trang xưa hả cô chú anh chị. Dạ cây trang đỏ lá nhỏ trang xưa. Cây này thì chủ nhà cũng cho biết là khoảng 20 năm trở lên rồi. Cây nó độ già, cây nó rất là dài hả cô chú anh chị. Dạ chiều cao là 1m rưỡi. Cây này nó bắt mâm sẵn nhưng mà nó không đều. Về cô chú anh chị mình sửa lại chút đỉnh nữa là mình ngon lành ha. Cây nó già gân guốc hết trơn cô chú anh chị. Mà trang mà được cái hoành bé lớn đó là cũng là khủng hết cô chú anh chị. Dạ hoành nó là 25. Đó, cô chú anh chị mình xem đế ha. Dữ lắm. Trang đỏ lá nhỏ trang xưa ha kìa. Bộ đế hết biết. Dạ cây này là giá trị, là cây này lâu lâu năm. Cây này thì em xin giao lưu cô chú anh chị mình có giá là 1.300.000, em bao phí ship toàn quốc luôn ha cô chú anh chị, 1.300.000. Dạ rồi đổi cây. Ê, tiếp tục em lên cây số 7 là cây mai tứ quý ha cô chú anh chị. Cây mai tứ quý, cây mai tứ quý này rất là tuyệt luôn, đẹp luôn cô chú anh chị. Một cốt giót ngọn ha, lắc lượng luôn. Dạ chiều cao của em nó là khoảng 2m theo cô chú anh chị. Cây này đó là nó sẽ lên tiền theo theo thời gian, theo năm luôn ha cô chú anh chị. Quá đẹp mà, từ đế cho tới tàn luôn ha cô chú anh chị, rất là đẹp, rất là đều. Cái này xứng đáng để cô chú anh chị mình mua về để chơi ha. Dạ hoành thân của em nó là 18. Đây thân nó rất là lắc lượng ha, một cốt em bao phí ship toàn quốc luôn hả cô chú anh chị. Dạ cây này em xin giao lưu với cô chú anh chị mình có giá là 1.200.000, em bao phí ship toàn quốc luôn. Cây mai tứ quý rất là đẹp. Dạ rồi đó cây. Dạ tiếp tục em lên cây số 8. Cây số 8 là một cây bùm sụm, cây trà Phúc Kiến ạ. Dạ cây này là song thân ha, có cái cành tử giống như là vợ một gia đình hết cô chú anh chị. Có cái đế rất đẹp, thân tràn toàn tròn tàn tròn. Dạ chiều cao là 1m09. 1m09 em đo hạo cho cô chú anh chị mình xem hai cái thân này ha. Vành ngay vị trí này đó là 29, còn cái cũ bự lắm. Dạ là 48 ha, như vậy ha cô chú anh chị. Đó, 48 hết biết cái bộ đế đối với cũ đế. Dạ cái này cũng giá cũng vừa chơi ha cô chú anh chị, lúc này kinh tế khó khăn. Dạ cây này thì em xin giao lưu cô chú anh chị mình có giá là 800.000, em bao phí ship ha, tàn tròn ha, cha mẹ để con ở trong lòng. Dạ em tiếp tục em lên cây số 9 ha cô chú anh chị. Bữa nay có người ta cưa cây sang bên nó có thể hơi ồn ha cô chú anh chị, thông cảm ha cô chú anh chị.
Dạ. Tiếp tục là cây trà Phúc Kiến, cây bùm sụm. Dạ, chiều cao của em nó là 86. Chiều cao 86. Em đo tổng vành cụm của nó em luôn ha cô chú anh chị. Như vậy đó là 41. Đó. Cây số 8. Cây số 9. Cây số 9 này cũng có giá là 800 ngàn ha cô chú anh chị. 800 ngàn. Em bao phí ship ha. Dạ. Bao phí ship toàn quốc. Dạ. Cây số 10. Tiếp tục em lên cây trang đỏ lá nhỏ trang xưa nữa cô chú anh chị. Cây này thì tông cao ha. Dạ. Chiều cao của em nó cũng khoảng 2 mét ha cô chú anh chị. Thoát thân của em nó là 70. Cây này thì em xin giao lưu cô chú anh chị, mình cũng có giá là 1 triệu đồng. Em bao phí ship ha cô chú anh chị. Mấy cây này tông cao đẹp. Dạ. Tiếp tục em lên cây số 11. Cây số 11 là cây kim quýt ha cô chú anh chị. Cây kim quýt. Dạ, chiều cao là 60. Chiều cao là 60. Hoành thân là 22 á cô chú anh chị. Hoành thân 22. Cây này đế đẹp ha. Dạ, cây số 11 này thì em xin giao lưu cô chú anh chị, mình có giá là 650.000. 650.000 em bao phí ship. Dạ. Dạ, cây số 12 tiếp tục là cây kim quýt nữa ha cô chú anh chị. Cây kim quýt rất nhà vườn rất là cảm ơn cô chú anh chị đã ủng hộ em ạ. Chiều cao là 63. Hy vọng cô chú anh chị ủng hộ em trong clip này ha. Dạ, hoành thân là 19. Dạ, cây này có giá là 450.000. 450.000 thôi ha cô chú anh chị. Dạ. Tiếp tục em lên cây số 13. Kim quýt nữa cô chú anh chị. Kim quýt cây này. Kim quýt mã số 13. Chiều cao là 90. Chiều cao là 90. Hoành thân ngay vị trí này là 18. Hoành đế em nói là 39 cô chú anh chị. Kim quýt cây bị lớn là rất là lâu năm ha cô chú anh chị. Cây số mã số 13. Cây này thì em xin giao lưu với cô chú anh chị, mình có giá là 400.000. 400.000 ha cô chú anh chị. Dạ. Rồi, đổi cây. Dạ, cây số 14, kim quýt mã số 14. Chiều cao là 76. Hoành thân 15. Dạ, 280.000. 280.000 hả cô chú anh chị. Tiếp tục em lên cây kim quýt mã số 15. Chiều cao là 39. Hoành thân là 20. Dạ, cây này có giá là 300.000. Cây số 16. Cây số 16 tiếp tục cây kim quýt hả cô chú anh chị. Chiều cao 31. Hoành thân 18. 300.000. Dạ. Cây số 17. Tiếp tục em lên cây số 17 là cây mai tứ quý. Cây mai tứ quý ha cô chú anh chị đó. Cô chú anh chị mình trồng sân thượng rồi lấy được cái những điều may mắn cho gia đình mình ha. Dạ, chiều cao là 1m7. Hoành thân là 15. Dạ, chiều cao 1m7, hoành thân 15. Giá là 700.000. Mai tứ quý.
Mai Tư Quý hay cô chú anh chị? Dạ, cây số 18. Cây số 18 tiếp tục là cây kim quýt. Dạ, chiều cao của em nói là 65. Chiều cao 65. Hoành thân là 25. Cây này có tông gió lùa thế, thấy nó cũng hay hay ha cô chú anh chị. À. Dạ, cây kim quýt mã số 18 này thì em xin giao lưu cô chú anh chị, mình có giá là 600 ngàn. 600 ngàn em bao phí ship ha. Dạ, rồi đổi cây. Cây điệp lào lá rí mã số 19. Cây này là ngay đợt hoa luôn ha cô chú anh chị, bông chi chít luôn ha. Đó. Chiều cao là 94. Chiều cao 94. Hoành thân thì nhỏ thôi, 7 hả cô chú anh chị. À, dạ giá 500 ngàn. Bông rất là đẹp ha cô chú anh chị nữa. Dạ tiếp tục em lên cây số 20. Cây số 20 là cây mai tứ quý. Mai tứ quý nữa ha cô chú anh chị. Clip này tổng cộng em có 5 cây mai tứ quý. Dạ, chiều cao của em nói là khoảng 1m7. Chiều cao 1m7, 5 cây mai tứ quý. Ngũ mai. Dạ, hoành thân là 22. Hoành thân 22 á cô chú anh chị. Đó. Dạ, cây này em giao lưu cô chú anh chị mình trên toàn quốc có giá là 900 ngàn. 900 ngàn hết cô chú anh chị. Dạ, rồi đổi cây. Dạ, em lên cây số 21. 21 là một cây khế, khế chua á cô chú anh chị. Cây khế chua. Cây khế chua, cây khế này nó rất là già cô chú anh chị. Đó. Tại vì người ta cắt, người ta ấy cái thế nó nên nó lâu lớn, cho cây khế này dài lắm. Khế già hả? À, mấy anh em bạn hay nói khế già là khá về á cô chú anh chị. Dạ. Hoành thân là 30, ủa 53 ha cô chú anh chị, ngay vị trí này ha. 53, khế rất là già. Dạ. Ờ, em xin giao lưu với cô chú anh chị mình cây khế. Chiều cao chưa? Chưa hả? Dạ. Dạ chiều cao là 67. Chiều cao 67. Có giá là 1.200.000 ha cô chú anh chị. Đó. Rất là đẹp. Một cục đế luôn. Đế nở ha. Dạ. Tiếp tục em lên cây số 22. Cây số 22 là một cây khế nữa. Này cây khế này một cặp ha cô chú anh chị. Cây này em thấy cái tàn nó cũng còn được đó. Em chừa lại. Dạ chiều cao là 1m5. Chiều cao 1m5. Cây khế này cũng rất là dài ha cô chú anh chị. Hoành thân là 51. Hoành thân là 51. À, chú anh chị mình xem ha. Đế đấm thì nó cũng đạt khoảng 8 điểm ha cô chú anh chị. Dạ, cây này thì em xin giao lưu cô chú anh chị mình cũng có giá là 1.200.000 luôn ha cô chú anh chị. Cô chú anh chị mình chốt hai cây thì em có thể bớt phí ship chút đỉnh ha. Dạ. Cây số 22 này cũng là cây của clip. Nhà vườn bằng em gửi lời cảm ơn cô chú anh chị đã xem hết clip cũng như đã ủng hộ em. Chân thành cảm ơn cô chú anh chị, chúc cô chú anh chị thành công. Cảm ơn cô chú anh chị rất nhiều ạ.